Một mạng dành cho Ma Vương. Bây giờ tất cả đi cùng với nhau này. Hai mạng này. Ui, Ma Vương múa cột kìa. Ui giời. Ui giời ơi, bật giật mình chưa? Ôi. Liệu rằng có một tình huống comeback hay không đây? Ok nhá, bây giờ tôi mời 5 bạn bạc đi, 5 bạn bạc vàng vào đi. Bạc vàng vào cho nó phong phú. Ok này, thì anh sẽ có, nếu mà gặp bất lợi một chút thì anh cũng sẽ có một chút búp cho Ma Vương ít kỵ mỹ kim để Ma Vương cầm bắn cho nó tự tin. Ok mọi người nhá, và sau khi chúng ta đã mời đủ thì ngày bây giờ hôm nay cảm ơn Ma Vương đã tham gia cái buổi thử thách. Đấy, bắn vào mồm anh em viewer của Học Viện Thế 96. Và bây giờ chúng ta hãy đến ngay với trận đấu top 5 Radiant Apac Ma Vương 2K4 cùng 5 bạn rank vàng bắn server Sydney, để xem là Ma Vương khi 1v5 với cái mức rank này, liệu anh ấy có thể solo có thể chiến thắng đấy không. Các bạn, 5 bạn chưa đến rồi. Dạ rồi, ok nhá. Anh em chơi xanh chín không đá stream, ok chưa ạ? Nào, chúng ta hãy đến ngay với trận đấu map Breezy. Lựa chọn cho mình là quân bài Asian, đó là quân bài Reyna. Bên kia là có 5 bạn rank bạc, một bạn là rank vàng. Thì tôi có cho team đấy là team rank bạc đi, với mức ping là khá là cao, để xem là khi mà sử dụng cái chiến thuật là thịt đè người thì có thể ăn được Ma Vương hay không đây. Ui, 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 sao mẹ ping vẫn cao luôn này. Cay không? Ui dồi ôi, đội hình bây giờ đội hình kẹp thịt này. Khắp nơi đều có địch cả, khắp nơi đều có địch cả. Ui, lựa chọn cho mình quầy hết là bộ sai bít này. Một mạng dành cho Ma Vương. Vâng, đã phát hiện ra vị trí rồi. Bây giờ tất cả đi cùng với nhau này. Hai mạng này. Bây giờ còn nhận. Ui, Ma Vương múa cột kìa. Ma Vương múa cột kìa. Múa những cái thanh cột này. Bên kia không biết là Ma Vương đứng ở đâu cả. Nhưng mà bên phía mấy bạn này bắt đầu lựa chọn cho mình chiến thuật. Có chiến thuật đấy. Bắt đầu có chiến thuật rồi đấy. Bắt đầu có chiến thuật rồi. Đó là chiến thuật rùi bâu. Đi vào, nhưng mà rất tiếc là rùi bâu thì thoảng rơi mất bốn ông. Ma Vương cầm ngay quạt, quạt điện quạt ngay một ông. Bên kia hoảng loạn. Úi dồi, một viên duy nhất. Tại sao lại ping cao lại đấu mít thế này nhỉ? Ủa lag thế nhở? Hay là do tôi lag nhở? Đấu, tôi lót có 3% thôi mà. Tôi lót có 3-4% làm sao mà đến mức này nhở? Hay là do Ma Vương lag nhở? Không, Ma Vương bắt đầu ping, bắt đầu ổn rồi đấy. 3 ping 300 chết khó thế mà vừa Ma Vương thua đấy. Ui trời ơi, hay quá. Bắt đầu làm gỏi rồi, bắt đầu Ma Vương bật chế độ làm gỏi rồi. Tuy hơi lag nhưng mà Ma Vương bắt đầu làm gỏi tất cả mọi người rồi. Và cả hai đều lag, Ma Vương cũng lag, bên kia cũng lag. Cả hai đều lag. Sai. Năm bên kia 5 người thủ một sai xong cầm jungle cầm sóc lọ đúng. 5 người thủ một sai là đúng. Bây giờ phải móc cơ. Ui giời, sao cứ cầm cương skin ạ? Ôi, lộ tiếng rồi. Lộ tiếng rồi. Biết có người móc hay không? Biết người móc hay không đây? Rất nhiều tiếng lộ ra. Ma Vương đã lộ tiếng rất nhiều rồi. Nhưng mà một người ở City, một người đi móc, một người ở mid, ba người đứng vị trí rất là xa. Trời ơi, đứng xa quá. Ui trời ơi, lại chuông gân lên. Ôi, đứng xa thế nhở? Sao bao này đứng xa thế nhở? Phải đứng đi sát nhau. Ý là đi móc là đi móc bao ông luôn. Bao đi móc luôn, lấy thịt đè người. Rồi ôi, cho em xin 1.000 mua giáp thầy ơi. Đây, thầy cung cấp cho các em đây. Các em đừng sợ, thầy cung cấp cho các em đây. Thầy bảo vệ các em à. Các em muốn là thầy cho.
cái gì đấy sao ông kêu 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 ha bố cái đứa mít nhở, buồn cười thật sự. Ôi đừng ra, đừng một từng người ra đấu một nữa, phải sở thách với nhau. Ủa mà vừa có biết không, ui bắn gần yếu, bắn chỉ yếu thôi. Mà Vương cũng lag và các bạn kia cũng lag các bạn ạ. Rồi. Ui dồi ôi. Liên tục. Liên tục những cái tình huống gọi là bật chuông thông báo đến từ phía Ba Vương. Đấy, bắt đầu nghe chiến thuật rồi, bắt đầu nghe chiến thuật rồi. Đừng bỏ ra mít nữa nhá. Ôi bắn yếu, bắn yếu ơi, yếu ơi, yếu ơi. Nào, trời ơi. Không, chưa, chưa, vẫn yếu, vẫn yếu, vẫn yếu, mà vừa vẫn yếu. Đấy, đấy, đấy. Này, 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 này. Có off cái ra biết đấu khác ngay. Một round danh dự cho bên phía đội bạc các bạn nhá. Ôi trời ơi, dẹt 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 dẹt, biết dẹt đến đây không? Dẹt cầm kỳ thế nhá. Úi giời ơi, bật giật mình chưa? Bạn ôi, không kịp bắt bóng, không kịp bắt bóng. Tôi bucket lot anh ạ, tôi bị bucket lot. Bảo về 20% ạ. Tôi bucket lot ạ, bây giờ lượt tôi bị bucket lot các bạn ạ. Chết rồi, mạng Viettel ơi, dạo này làm sao vậy? Trời ơi. Ui. Ui. Có biết người móc không? Có biết người móc không? Có biết người móc không? Trời ơi. Ông ơi. Đây rồi. Biết có người móc không? Hai. Hãy là cứt lại packet lot của tôi lên 20 ạ. Dạo này mạng yếm sao mọi người nhỏ. Đang bão, đang bão á, bão đang diễn ra. À thế à. Bão diễn ra cơ. Tỷ số là 3-5. 3-5 rồi, rất gay cấn. Ui, bắn trượt, bắn trượt. Rồi, lựa chọn cho mình đi. Ui, tường gì đấy? Ôi lạc lạc. Odin đi móc sau rồi, trời ơi. Một tình huống đi móc sau đến từ phía bạn xây, dựng cho mình quả tường, tự dựng tự đi qua tường luôn. Không có nhiều. Nào chúng ta xem mà bạn xây này có cho mình cái pha dựng tường nào mọi người nhá. Xem mọi người pha chiến thuật dựng tường nào nhá, để xem nào. Rồi, lại rồi. Bắt đầu dựng lại rồi. Mà Vương đã bị nhảy ping. Ping đang nhảy rất rất là cao. Ôi, mẹ nhảy khổ, nhảy ping giật đéo bắn được luôn ạ. Ui giời, một phía bắt đầu. Hút máu, có op. Rồi. Nơi đều có địch luôn. Khắp nơi đều có địch luôn ạ. Ui ơi, khổ, con Wingman đằng sau. Thế con Wingman vãi trưởng ạ. Sao con Wingman vãi đá con Wingman ạ.
Queen Mandy này. Thế đéo là nhổ đúng Ma Vương luôn. Bây giờ các bạn lựa chọn này, một CB đây, ba CB gặp Ma Vương rồi. CB gặp Ma Vương rồi. Rõ ràng. Làm gỏi luôn. Ping nhảy rồi. Ping Ma Vương lại nhảy. Cứ 26 40 26 40 cay thật. Ui. Khéo léo đấy. Nghe tiếng rồi, quắc này. Ôi nhưng mà dựng tường ạ. Ui giời ơi, cẩn thận thế. Sống bó cẩn thế. Ôi ôi ôi. Sống bó cẩn thật sự luôn. Cá mạo mày tường dựng ạ. Hỏng 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 hỏng. Để tôi bút tiền cho Ma Vương. Bút cho Ma Vương tiền. Ui lựa chọn đánh bom A rồi. Chết rồi chết rồi chết rồi. Đánh A là khó. Tí là mỗi ông một nơi thôi khó. Ui nhổ liên tục vào mặt. Tôi búp thêm, tôi búp thêm. Búp liên tục vào đầu. Map này bắn retake khá lâu nhá. Map này bắn retake khá lâu luôn các bạn nhá. Map này bắn retake là đi bộ là hơi mệt. Nhưng map này lại lợi cho Ma Vương để Ma Vương bắn xa. Nếu mà ping nhảy vẫn bắn xa được. Các bạn hiểu không? Rồi, bom xe A đã hoàn toàn clear. Bây giờ Ma Vương sẽ chạy với bom xe A có cho mình ultimate. Để xem Ma Vương bật ultimate bắn bắn liên tục vào đầu mấy bạn danh bạc nào. Ui. Ui, không bắn trúng được quả đấy, bắt bóng là đẹp luôn, hai yếu ạ. Family pick mà. Đấy, đấy đông hiếp yếu đấy các bạn, đông hiếp yếu đấy. Family pick. Lựa chọn mình ra mid, nhưng mà bên phía team kia lại lựa chọn là đi bom xe A, mid chỉ có một mình Odin. Nào, Odin này chắc đi rồi. Ôi giời, nhưng mà làm sao biết có người lắc đâu. Ôi giời, bắn còn đi lắc này. Lão này. Ba viên vào đầu. Ui cầm mô đi nè, dã man thật mấy ông này. Mà nó cầm mô đi nó sấy thì đỡ là sao được. Mày kẹp chéo. Vâng. Tôi xem nào. Một cái build rất to được em Ma Vương khắc họa lên. Ui đồng quá. Đồng quá đồng quá. Đồng quá đồng quá ơi. Ui đồng quá. Ma Vương. Trời ơi. Trời ơi đồng quá. Đồng vãi bìu ạ. Con. Đây này gọi là family pick các bạn ạ. Family pick. Một mạng. Và ultimate. Hai bắt bóng. Hai. Rồi check lại hai người. Ui. Liệu rằng có một tình huống comeback hay không đây. Một pha bắn quẩy cực khét. Cực cực nét đến từ phía Ma Vương. Tôi lại búp thêm Ma Vương thêm một cái ultimate cầm cho nó đã tay. Bắn rất clean luôn. Chỉ có tiền vài viên. Sao Ma Vương bắn chỉ có vài viên nhỉ? Tôi bắn mẹ hết phải 30 viên đạn. Những tình huống đấy tôi phải xế hết 30 viên đạn. Những tình huống ngó nghiêng hả? Những tình huống ngó nghiêng vào cam của bạn của Ma Vương. Nhưng bây giờ đi A. À, như một người mắc mít ạ. À. À, mà thật. Người kê mít ạ. À, A lại clear. Nhưng liệu rằng ở đây có một tình huống. Ôi biết A rồi. Biết đánh A rồi. Như một người ở mít. Không nghe thấy tiếng luôn. Chơi game này bằng loa rồi. Chơi game này bằng loa rồi. Ui giời ơi. Clean. Oh very clean. Very clean. Oh shit.
xem là đã mắt mà, kiểu xem mấy anh em rank cao bắn đã mắt cực. Nó clean đấy các bạn, nó clean. Very clean. Ấy à, ấy à, sa. Tình huống gọi là bunny tại chỗ. Nghệ, nghệ, nó gọi là nghệ đấy, nghệ đấy. Lựa chọn định đánh mid rồi. À, boom tia, chết, chết rồi, quên, quên. My old friend. Rất đồng tiếng, rất đồng tiếng. Ôi. Ôi trời ơi, biết không, có biết bên dưới không? Bye bye, bye bye. Vẫn có mạng á, trời ơi. Tường đặt rồi, biết lia rồi. Oh, what the hell? Vâng, áp lực mà, bên bạn bạn Gecko chắc áp lực lắm. Bạn Gecko chắc áp lực lắm các bạn ạ. À. Cực kỳ clean dành cho Ma Vương. Trời ạ, à, bắn cái quả nó phải gọi là khét lẹt. Ông kia chắc áp lực lắm ấy. Cái ông Gecko bên kia áp lực. Cái tình huống mà gặp Ma Vương xong cứ chạy kiểu bắn súng súng cứ pẹp 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 chắc áp lực lắm ấy. Nghe tiếng rồi, nghe tiếng rồi, nghe rồi. Ôi tôi xong rồi. Chờ 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 chờ. Ôi đưa đưa. Ôi bắn, bắn đi. Ôi ôi ôi. Bắn đi, ác quỷ đấy. Đánh B rồi, đánh B rồi, lựa chọn giám mít. Ôi là giám mít quả này là ông Habo đi luôn. Giám mít quả này ông Habo đi rồi. Ông Habo đi rồi, đó, rõ ràng. Không 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 không, chưa búp được, chưa búp được, phải từ từ. Thắng round này đã mới búp được các bạn ạ. B rồi, biết B rồi. Ui nhưng mà Gecko lại là vị trí bom xe A. Đặt bom mà bom xe A cơ, đã có một chút chiến thuật rồi. Rồi, bom biết bom được đặt, biết bom đặt bom xe A rồi. Bây giờ xem mà xử lý nào đây, 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 lúc này búp là hợp lý này, lúc này búp là hợp lý này. Ông có biết hay không? Ôi, thả người thế giới. Thả người thế giới như là thế giới động vật nào. Úi giời ơi. Phải view lại thả người. Không tin mà chính bản thân mình. Thả người vào đấy ạ. À. Úi giời ơi. Định giao Radiant à? Định giao Radiant à? Làm sao được? Định giao Radiant ư? Ừ. Xong mà chụp ảnh lại à? Không được, không được như thế được. Không thể như thế được. Spike planted. Cái đéo đây. Ôi giời ơi, chạy nhanh thế. Ai ông ở mid đấy. Trời ơi, phí quá, trời ơi. Em ơi, phí thế. Sao cái pha quê đấy bắn lên lệch. Mỏi mắt anh ơi, mỏi mắt. Mỏi mắt à, ôi trời ơi, đang mãn nhãn mà em ơi. Cái pha đấy anh đang em đang định kiểu chuẩn bị biếu bù rồi. Chuẩn bị biếu thì bù rồi em ơi. Và đấy mà OT nữa thì xong rồi comeback thì đẹp luôn nha.
Còn chưa hơi nhiều, anh chưa hơi nhiều. Ờ, hôm nay chơi hơi nhiều đúng không? Nhưng mà mẹ mẹ ok quả, mẹ ok. Ok ok. Ừ, cũng đỡ. Nói chung là các bạn ấy cũng lựa chọn cho mình những cái chiến thuật. Đấy, cũng có chiến thuật nhưng em mà biết, em thấy, em thấy. Ông, chiến mà, chiến em thuật vãi lại luôn, có ông xây định chim em ấy, ông định chim xong chụp ảnh lại ấy. Nhưng mà hơi tiếc thôi. Rất là cảm ơn Ma Vương hôm nay đã dành một chút thời gian thực hiện cái thử thách. Cảm ơn em nhá. Thank you nha. Các bạn view nhá. Hey, yo, yo. 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 6, 6 + 6 = 12.